mây trắng. Ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng, xin đa tạ người em bé bồng mạnh mà, người em bé bồng thèm thuồng nắng hạ vàng rơi khu bờ vai. Lời ai ru gió hiu hiu gió yêu yêu buồn. Tôi xin đa tạ dòng máu thắm đỏ ruộng cây, dòng máu đã chảy miệt mài trên đồng sâu hay trên ruộng lúa. Xanh xanh thắm mắt em thơ, xin đa tạ mẹ quê khóc xóa mù loa, mẹ quê đứng mở lời nhòa nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai. Lời ai ru gió yêu yêu vai gánh nặng muôn nghìn điều khó nhọc. Đấng mẹ hiền lo ngại suốt quanh năm. Đường thiên lý vai mang chân bước vô, mẹ trọn đời
gian khổ núi đàn con. Con thương vô vàn, những tháng ngày dài nuôi con vượt những gian nan, biển trời mênh mông qua lòng mẹ bao la qua sức sống thiên nhiên muôn đời khó quên. Mảnh đất cùng người kinh qua gian khổ, mái tóc giờ này con hôn máu đơn đã khô. Mẹ con mang hơi ấm vùng đồng quê đất nóng, thương con mẹ đã gian khổ bao năm. Dẫu gian nan khó nhọc ngại chi, tháng năm nuôi đàn con khôn lớn, lo bao đêm giấc ngủ âm nồng. Dù nắng mưa dù bao giông, vẫn không rời tháng tháng ngày ngày chăm lo vun trồng, miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai. Mẹ là thân cây lúa bền vững trong gió, yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơm. Chăm lo vun trồng, miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai. Mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió, yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơm. Yêu quê mẹ đã hoa hạt, quê mẹ đã hoa hạt lúa thơm. Yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơm. Yêu quê mẹ đã hoa.
kiệm chích tiết kiệm tiền là sao ông nội không hiểu? Là bỏ trong tròn vô tiền á, tròn tròn là tiền á. À, bỏ vô hộp à? Dạ. Không bỏ tiền lớn. Không bỏ tiền lớn. Tại dạ. Sao mình không bỏ tiền lớn? Tại vì con thích tiền nhỏ cho con biết hành em bé. Nội cho con biết hành em bé. Con biết ông này là ông gì không? Biết không? Dạ. Bạn của ai? Bạn của nội. Bạn của nội. Giỏi quá. Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi nè? 6 tuổi. 6 tuổi. Không có quên tiếng dạ nha, về mép ba dục mà. Thông bus qua hả? Dạ. Thông bus từ Hà Nội đi ba vô Sài Gòn. À. Rồi cái ngày đó là rước nó từ ở bệnh viện đi về quê. À. Bàn giao cho bà ngoại. Ông xã ông xí gạt lắm nè em ơi. Có thông bus đi về An Giang nó chết rồi. Vậy kẹt xe chết luôn. Nội chỗ. Xe ông em cười rồi. Em đi kìa. Nhà nào quá. Đặt tên nó luôn. Nội. Hồi nãy con. Đúng rồi. Nó ra nhà làm quá. Nội. Dạ. Con thấy nhà đầu có tròn tròn gì á. Đúng rồi. Nội. Dạ. Đó chúng rồi con thấy. Đi chưa? Con cho hôm giờ chưa, đi chưa? Chưa. Chưa. Mở hôm qua mà. Con chưa đi. Chỗ này là cầu kinh thiền rồi. Mình cũng cầu kinh thiền đang ở bên kia. Sớm á. 6 giờ sáng rồi. Ôm bao quà nó tiếc nó về mà chưa đi được. Bữa tôi bảnh tôi coi báo với coi tin mạng á, nó 20 khai trương nó rồi về chắc phải đi với bệnh là phải làm bệnh rồi đi coi. À, chưa ổ gà, từ trung lương nay ổ gà tùm lum rồi. Bởi quá chưa là nhìn như nó không cho xe lớn chạy không Bình? À, nó không cho xe lớn, xe 20 tấn, 15 tấn gì nữa. Nói chỗ cà phủ thêm kìa. À đúng rồi, chở người ta. Anh nói cho em biết cầu thủ thêm. À. Không biết, Bình biết cái này không? Bình nói tôi cũng biết cái này nè. Nhật thiết kế cái này. Nói không biết. À, đó là một căn hộ nó trả tiền quá. Hiểu gì vậy hả? À, nó sẽ bắt con đường từ đây nè vô cái à, hôm trước đó. Nó đảo ngôi sao gì đó hả? À, giống như nó rao bán một triệu căn nè. Cương á. Là đó đó hả? Nó là ốc đảo mà chắc chắc hồi xưa nó là tại Cùi Thanh Bình hay sao? Nghe nói nó quay ở trên đây như là kim cương rồi đó. Nó bán cho mấy người giàu. Mấy nó bán một triệu đô la một căn đó. Mà một triệu đô la, 1 triệu, 2 triệu có khi thôi. Cái khu đó Bình Lợi á. Cái này kia ta. Thiết kế cũng như Nhật giả kiểu, không biết chủ lực đâu ra. Nó dễ kiểu à, đó thay vì mình đi xe, tụi nó đi xe, đi cano không chị? Yeah. Cano ở Sài Gòn chạy vô. Bến cano đông rồi. Bây giờ nó ở giữa dòng sông không anh? Các nhà cũng hay ghê. Tiền không? Thôi, thấy kìa. Lấy xe hơi trong về đông. Chị em bớt rồi chứ để tụ có một chỗ đông nghẹt. Giờ đăng ký đi tour Hồng Kông qua bến ăn mì.
Mà chị đi tour Hồng Kông bao nhiêu? Bao nhiêu người? Nó em lâu rồi quên. Chờ nó để máy bay đậu. Chắc cần đậu xuống. Để máy bay đậu lên. Có cái gì còn còn á? Chờ để máy bay đậu. Thằng gì mà Việt Kiều với con siêu mẫu của nó có mấy căn đây. Đây. Ngọc Thúy gì đó. Ngọc Thúy á. Thằng Việt Kiều nó đưa cho Ngọc Thúy 288 tỷ đồng Việt Nam mua một số nhà cửa đất đai rồi đây nè. Rồi bây giờ ly dị cái nhỏ kia nó đứng tên lụm hết, thưa ra tòa không có xử. Không xử được. Ta xử theo giấy tờ không? Xe này phải xích cách xe kia 30 thước. Giải xác đích là mình đẹp chưa bạn? Anh Hào, anh Hạ cứ kiến xuống rồi, cần nghe cái độ ồn. Bữa là nghe. Nội có lòng sông không? Nghe không? Để con cũng thấy nghe. Để con. Con nghe mát hơn. Con nghe nó mát lắm. Đã không? Đi hầm đã kêu quýt. Đáy xong rồi đó, đang đáy xong rồi. Thấp nhất là đáy xong. Ơi, để. Thấy mình bây giờ bắt đầu lên lên. 27 thước, đáy xong 27 thước. Ồ, nó đi đâu vậy? Mình qua Sài Gòn. Bây giờ mình đang chung ở dưới lòng sông, mình đi qua Sài Gòn, chở Sài Gòn. Sao đường hầm? Đi trước Ba Dũng luôn rồi. Ba Dũng chưa đi, Bút đi rồi. Chị thầy sẽ không thấy con đâu. Chị hai cũng chưa đi luôn. Ủa nước không, nước không? Ta bích hết rồi mình mới đi được chứ không bích rồi là nước vô sao. Đúng không? Nước vô là sống thần quá rồi. Vô là sống thần. Nước vô là sống thần. Bắt đầu ra là đó thấy chưa? Ra chạy Sài Gòn vô, ra. Bây giờ mình ra mình hẹo ra chạy Sài Gòn nè. Còn bên kia con chạy vòng cái con tới đây là Sài Gòn, chung qua là Sài Gòn. Mẹ không? Mẹ không? Ôi nước không lại. Ôi nước. Hỏi nước đâu? Nói chung với hầm nước đâu? Chắc bà nội lừa con rồi. Đó, giờ quẹo ra Phó Đức Chính nè. Nước thì nội. Sài Gòn. Nước kìa. Sài Gòn nhanh ghê ha. Hoàng Việt đi tham quan rồi. Đây không có đèn. Đây chưa gắn đèn. Hầm Thủ Thiêm. Ủa nội, hầm Thủ Thiêm là gì ạ? Hầm nó làm sâu với nước. Là đường nó làm ở dưới dòng sông. Ở dưới sông. Dưới dòng sông. Con thấy rồi, là có liền. Coi có hình có phim bữa nay. Thì nào nào mới tới bển? Dạ 2 giờ sáng thứ 5. Để bên mình đó nha. Là mình 2 giờ chiều thứ 5. Bữa nay là thứ ba. 1. 2 chiều 1. Về bển đi taxi về hả? Thằng Tony với bả đi trước. Thank you.
Con sẽ chia tay. Bye. Nội, bây giờ đi đâu nữa? Đi siêu thị. Đi siêu thị chơi trò chơi nha này. Thôi. Nội, đi siêu thị đi mua hamburger nha. À. Hộp bánh. Bình thường. Yeah, look at it.